Chào tất cả các bạn. Hôm nay với tiếp tục series chương trình sửa chữa máy thực tế, tức là ban thực tế. Thì hôm nay mình có nhận được một cái in, máy in cũng mang thương hiệu Canon. Thì thương hiệu Canon với số model là FMF221D. 1D tức là D, tức là double đó các bạn. Tức là máy này có thể in hai mặt, ngoài in ra nó còn có thể là scan nữa nha các bạn. Thì người ta thường gọi cái máy in là máy in đa chức năng ha. Nó có nhiều chức năng ha. Rồi ok, thì tình trạng của cái máy này là như sau. Khi mà các bạn in á, thì nó sẽ kéo giấy 2-3 tờ. Ok, bây giờ mình sẽ thử in cho các bạn xem tình trạng của nó ha, để cho các bạn phán đoán. Các bạn chú ý giấy nhé. Đó, nó lấy giấy 2-3 tờ và nó báo kẹt giấy. Thì ok, với tình trạng máy in như máy in bị như thế này thì các bạn nghĩ ngay đến là cái con sensor tách giấy, tức là khi mà các bạn in các bạn nghe không, nó kiểu cạch 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 cạch, tức là nó lấy giấy liên tục luôn, nó không có hồi dừng lại. Thì ok, thì trước tiên thì các bạn cần phải mở máy ra. Thì với các máy MF này á, thì mình đã có một cái video clip mở máy rồi, mình sẽ đính kèm phía bên dưới, cho nên mình sẽ không quay cái phần mở máy ha. Thì ok, bây giờ như mình đã nói lúc nãy là mình phải phán đoán liền cái bệnh của nó để mình có thể tiếp tục mà sửa chữa được. Nếu mà mình không phán đoán thì mình sửa mò thì nó rất tốn rất nhiều thời gian của các bạn. Rồi ok, thì để như mình đã nói lúc nãy, cái này nó bị con sensor tách giấy ha. Sensor tách giấy này thì nó lấy giấy liên tục, cho nên gây ra tình trạng hiện trạng là nó lấy giấy lần 2-3 tờ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo máy ra ha. Trước khi tháo máy thì các bạn phải tắt máy đi nha. Tắt máy, làm gì làm, trước khi mở máy mà các bạn phải tắt máy đi và lấy giấy kẹt ra. Mình dùng một tay mình lấy giấy kẹt như vậy là sai quy tắc nha các bạn. Mình dùng một tay như vậy là do mình cầm máy quay. Nếu đúng quy tắc là các bạn phải cầm tay, một tay bên đây và một tay bên đây, và các bạn kéo đều ra thì giấy nó sẽ không bị đứt. Rồi ok, thì con sensor tách giấy nó nằm ở phần nào. Ok, con sensor tách giấy nó nằm phía bên phải nha các bạn. Nằm phía bên phải đây. Mình sẽ quay cái máy lại cho các bạn xem. Như mình nói lúc nãy là với video, với cái máy này đã có một cái video clip video hướng dẫn mở máy rồi, cho nên mình không có thể hướng dẫn cho các bạn mở máy nữa để tránh mất thời gian. Ở đây cái máy này mình đã mở sẵn rồi ha. Bây giờ mình sẽ chỉ con sensor tách giấy đó nằm chỗ nào để các bạn mở ra và các bạn sửa chữa. Đây, đây chính là cái con sensor tách giấy của chúng ta. Các bạn mở nó ra ha và dán lại cái miếng xốp của nó. Nó bị gấp giấy liên tục là do nó dính vô đây rồi, nó không có thể nhả ra được á, cho nên nó gấp giấy 2-3 tờ liên tục. Thì cái ban này cũng rất đơn giản thôi, các bạn dùng trục vít các bạn mở con ốc này ra ha. Các bạn mở con ốc này ra và các bạn lấy nó ra và dán lại selenoid cho nó nha. Rồi ok, chúng ta tiến hành mở nó ra nhé. Ok, đây là con sensor tách giấy ha các bạn. Các bạn để ý nè, bây giờ mình giả lập ha, khi các bạn nhấn lệnh in á, thì cái này nó sẽ hít vô ha. Hít vô thì nó phải nhả ra liền, còn đây nó hít vô nó không nhả nè các bạn. Các bạn thấy rứt không, là do keo nó bị dính lại các bạn. Bây giờ các bạn phải xóa hết cái lớp keo này và dán lại một lớp mới ha. Dán lại một lớp đệm mới nha cho nó nha. Ok các bạn, thì sau khi mình chà cái lớp keo cũ ra và mình dán lên một cái lớp xốp mới và mình đã gắn vào rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ in test kiểm tra ha, có phải là việc phán đoán ban đầu có được chính đúng và chính xác hay không. Ở đây nó có một cái sensor nữa nè các bạn ha, nó cũng có một cái lớp xốp nè ha. Các bạn chỉ cần chà ra và dán vào một lớp mới là ok nha. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành test nào. Let's go.
Ok, bây giờ các bạn quan sát nhé. Bây giờ mình bấm vào mình để test máy đây. Các bạn quan sát nhé. Rồi bắt đầu, máy bắt đầu chạy, bắt đầu kéo giấy. Các bạn nghe không? Nó chỉ kéo giấy một lần và nó không có kéo giấy lần thứ hai nữa. Ok, như vậy đã xong. Chúng ta đã ok, thì như vậy đã xong. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn sửa thành công một cái ban kẹt giấy ha. Thì cái ban này cũng rất đơn giản thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Thì với lỗi này thì các bạn có thể sửa tại nhà ha. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Và các bạn nhớ đăng ký và nhấn nút subscribe kênh của mình giùm nha. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại những series ban thực tế lần sau.